đừng gọi tên đe dọa. Để bên nhau em đưa lối về. Nhiều lần chân nhìn em khóc lâu, tết xe bên người rất sầu lắm. Được người mà tôi đến xe. Chúng tôi có tên đe bên kia đang kiếm cái này. Chiều ngày hôm nay ta với cái này uống là bao xịn. Anh đến đến chặt ống một cơn quên quên. Nó ngọt lắm, phải uống chung với đá. Hình như là cái bức mình là bị hết pin. Cái này là ưu đế đúng không? Đúng. Ta chung đi. Bao xịn. Cái này là chung sản phẩm với lại cái gì mức mức bữa nay không chị? Có cái nào xa quá không? Cái này có đá uống nó mới về. Đoàn khối đó là. Tại vì nó uống như vàng vậy đó. Đâu có uống gì đó, ngọt lắm. Anh Đường đâu à? Ly chị đâu? Không có ly, giờ uống chai vậy. Hiện tại thì đoàn xã một lần. Cho cái ly không? Cũng như quyền nhà của dân lãnh. Có một buổi sinh hoạt nhẹ cùng các bạn. Đường với đường với mặt. Hai bên.